chiều 12 tháng 11, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, hai đơn vị thuộc Công an tỉnh này là Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và Công an huyện Y Yên đã phối hợp, triệt phá thành công một ổ nhóm ma túy phức tạp tại xã Yên Lợi, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Theo hồ sơ điều tra, đối tượng cầm đầu buôn kê ma túy này là hai vợ chồng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa đều 41 tuổi, trú tại xã Yên Lợi, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Trong đó, Ngô Đức Thắng là đối tượng nghiện, đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cặp vợ chồng lập buôn kê buôn ma túy bị Công an Nam Định bắt giữ ảnh, Hoàng Long. Để thực hiện việc buôn bán ma túy, vợ chồng Ngô Đức Thắng biến nhà ở thành buôn kê ma túy với tường rào kiên cố, camera giám sát được lắp xung quanh nhà và cổng, cửa nhà luôn được khóa cẩn thận. Ma túy được vợ chồng Ngô Đức Thắng bán qua một ô cửa nhỏ. Nếu khách mua không có tiền, vợ chồng Ngô Đức Thắng sẵn sàng chơi đổi các đồ mà con nghiện trộm, cắp được của người dân để lấy ma túy. Sau quá trình điều nghiên, các trinh sát còn xác định Ngô Đức Thắng có tàn trữ vũ khí nóng trong nhà, lại rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, bắt giữ. Sau nhiều ngày bí mật điều tra, vào tối ngày 10 tháng 11, các trinh sát đã đột kích, bắt quả tang vợ chồng Ngô Đức Thắng đang bán ma túy cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp buôn kê ma túy của vợ chồng Ngô Đức Thắng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 75 giờ, 136 liều tép heroin, 30 giờ ma túy đá, nhiều camera giám sát. Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương chiến công của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án ảnh, Hoàng Long. Đặc biệt, tang vật thu giữ tại buôn kê này còn gồm nhiều vũ khí nguy hiểm như 55 kg pháo các loại và 2 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều dao, lê, kiếm, mát, mã tấu. Cùng với mở rộng điều tra vụ việc, chiều nay ngày 12 tháng 11, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng đối với các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia triệt phá ổ nhóm ma túy này.